Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình làm một video hướng dẫn cho các bạn cài cái phần mềm Katsumu này và cũng như là PCCMU này. Đây là hai cái phần mềm mô phỏng trong mạch điện của điện tử công suất của mình đó nha. Đây là hai cái phần mềm mô phỏng trong điện công nghiệp. Link tải hai phần mềm này thì mình để dưới phần mô tả của video. Để cài hai phần mềm này rất là đơn giản thôi. Các bạn bấm vào cái file cài đặt đó là các bạn cài đặt thôi. Khi cài đặt xong thì đối với cái phần mềm Katsumu này nè, các bạn mở lên. Thì trong lúc mỗi lần nào các bạn đăng nhập á, thì các bạn nó yêu cầu mật khẩu. Thì các bạn bấm vào 4962. Còn đối với cái phần mềm PCCMU này á, thì nó cũng yêu cầu mật khẩu luôn. Mật khẩu của cái phần mềm này là 49966. Sau đó bạn bấm OK. Đầu tiên thì mình hướng dẫn cho các bạn cách mô phỏng cái phần mềm Katsumu này. Các bạn mở nó lên. Như lúc nãy mình nói thì đây là cái khi mở lên thì các bạn nhập mật khẩu là 4962. Sau đó bạn bấm OK. Ở đây thì nó có một số cái linh kiện. Ví dụ như đây là nguồn, nguồn 1 pha, nguồn 3 pha. Ở đây là nguồn dương. Ở đây là nguồn âm. Còn ví dụ như đây là cái cầu chì. Đây cầu chì 1 pha hoặc là cầu chì 3 pha. Rồi đây là một số cái khởi động từ. Đây là khởi động từ 3 pha. Còn đây là cái motor. Motor thì có nhiều loại. Ở đây nó có rất nhiều. Còn đây là xi lanh khí nén piston. Nó có nhiều loại, các bạn có thể tìm hiểu thêm. Còn đây khi làm xong thì các bạn có thể đi dây cho nó. Thì đây là dây thì đây có dây có nhiều loại. Đây là dây dương, dây âm. Ở đây thì nó có phần mềm, nó có phần mềm 2D. Nó giống như phần mềm này, nó giống như là thực tế. Còn đây là cái gọi là nhiệt. Và cái phần 2D, 3D của nó. Đây là cái con contactor nè. Cái này con MCB chứ đâu. Còn cái này là này là cái con gọi là nhiệt. Còn đây là cái nút nhấn. Đây là một số cái linh kiện mà dạng 3D của nó. Thì video này mình xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bạn.